tình đôi mình. Được gặp nhiều được sự may mắn với quên nữa là trời nhớ rồi mà quên nữa là nhiều sức khỏe luôn luôn đẹp trai nha lớp tinh du năm sau dở tay nhắn nữa nha ai chân ti ai lá bi ôn ai xin chúc chú gì Alex Trinh Vu một năm dồi dào sức khỏe, năm mới tới rồi mặn ăn phát đạt, chúc chú mạnh tay khỏe chân, mặn ăn có tài có lộc vô ào ào, mặn ăn phát tài phát đạt lên, đặc biệt đồ là mạnh tay khỏe chân dào dồi sức khỏe, mạnh tay khỏe chân làm có tiền dồi dào sức khỏe vô hết nhớ ta. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì ở đây đó mấy cô đã gói xong toàn bộ là 520 đòn bánh tét. Thì bây giờ thì mấy chị em sẽ cùng với lại chú Năm chuyển cái số bánh tét này vào trong xóm Khmer nha cô chú ơi. Nhấc cái này lên mới được chơi. Nhóm lên. Rồi, nó nặng dữ lắm. Bánh tét chín rồi, nặng kích khủng. Nặng nha. Rồi chú Nằm nhóm cái vỏ, chú Nằm tới đi. Cảm bước lên đi. Cảm bước lên đó đi. Dở dở rồi. Dở dở rồi. Nặng lắm nha. 1, 2, 3, lên. Còn nữa. Xích lên. Nè, nhờ cái cầu này nó chuột nè. Mình đỡ chút. Cái thùng nó bị bung cái đế rồi kìa chị ơi. Ý. Rồi xuống đi thầm mình cứ bung nha, dạ dạ bảo bảo dưới. Ôi. Rồi để xuống đi anh em ơi. Rồi đây. Xong. Rồi. Con nhận chưa nghe ạ? À? Các cô ơi! Dạ, các cô có vui không? Vui cho con xin một vài vỗ tay nha! Dạ, nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin mến chào tất cả các quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người, xin chào! Hôm nay thì nhóm mấy chị em tụi con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Alex Trinh Vu, để mà gửi tặng là ở đây những cái đồng bánh tét thơm ngon đến tặng cho các bà con ở xóm dân tộc Khmer nhân cái dịp đó là Tết đến xuân về nha. Ngày hôm nay thì bánh là anh gửi tặng cho các bà con, tổng cộng ở đây là có 3 loại nhân bạn cô chú. Đầu tiên là sẽ có cái phần nhân ngọt nè, này cái này là đậu xanh, mình sẽ trộn chung với lại đường, ở ngoài là cái lớp nếp, bên đây thì sẽ có thêm nhân chuối. Còn ở phía bên này là nhân thịt mỡ nha. Đây là một cái dĩa bánh hoàn chỉnh nè cô chú ơi. Ba loại nhân. Nhưng mà này gọi là bóc may mắn nha. Rất là hấp dẫn luôn. Như thôi hả? Không còn nữa nè. Mình cắt thêm dĩa này nữa ha. Dạ. Rồi, giờ ngăn mày từ từ đi rồi cắt. Hôm nay là con sẽ gửi bánh đến cho các cô ăn thử trước, nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là ngày hôm nay là phải có một cô xung phong hát một bài về Tết cho con nghe, xong rồi con mới mời ăn bánh nha. Tết này nè, nó hát nhẩm hả, rồi nhẩm hả, nhẩm thấy kêu nhẩm bỏ đi. Ở đây mấy cô trong xóm biết ai hát hay, giờ mấy cô đề cử người đó lên đi. Đây nè. em có điện thoại cho em hát mới sung nổi. Có điện thoại sung cho. Vậy giờ chị tính đại diện cho mọi người hát một bài để mà gửi tặng đến cho anh Alex nha, xem như là gửi lời cảm ơn đến anh nhân cái dịp Tết nha, đã gửi tặng những cái đòn bánh đến tặng cho gia đình cũng như là cho bà con ở xóm Khmer của mình. Hát bài gì vậy chị? Dạ, mình xích ra đây đi chị, cho anh ra đây, sân khấu này là của chị. Rồi, bây giờ chị hát mà cô vỗ tay theo nhịp giùm con nghe. 2, 3. Nè. Này anh sẽ. Ủa sao bài này sao múa được không?
được gặp nhiều được sự may mắn với quên nữa là trời nhớ rồi mà quên nữa nghe sức khỏe luôn luôn đẹp trai nha, rất xin chú năm sau giữ tay tặng nữa nha, bye bye nha, rồi tặng khúc phấn tán, dạ tặng khúc phấn tán luôn, vui vui luôn, tặng ba luôn, dạ ở trên này vỗ tay nhiệt tình quá, con gửi một khúc phấn tán nha. Cô ăn cầm, dạ rồi. Ở dưới này có cô nào hát được nữa không, mấy cô hát cho con thêm một đoạn nữa được không? Đâu rồi cô, chị hát em nghe một miếng nữa đi. Hát đâu đó giờ hát không ho, hát không được, hát ít thôi, hát xong là hết ho luôn. Hát bản gì, hát bản gì, hay ca hay lắm trời. Tao kê như là thấy gì đó, trời ơi, hát bài tết đi, ăn miếng bánh vô hết ho luôn. Được, dạ rồi, ở đây là em có ba loại nhân, mọi người thử giùm em nha. Thử đi chị Tiết. Thử có mà cỡ trời mất cỡ nữa. Rồi ở dưới này có bạn nào muốn thử không, mấy bạn nhỏ nè, nhà mấy cô thử bánh nha. Dạ như ngọt đây, dạ rồi. Ăn đắt thiệt. Hai vị. Trời ơi. Sao cô ngon quá à? Ngon. Ngon. Đẹp dẻo. Chúc lên. Mời đẹp. Ngon không mấy cô ơi? Mấy điểm? Mời điểm. Có nhân không? Dạ hôm nay thì bánh sẽ phát ngẫu nhiên nha, mỗi một người thì sẽ được hai đòn, trong đây là có nhân chuối, nhân ngọt với lại nhân mỡ, nhưng mà nhất định sẽ có một đòn nhân mỡ trong này nha cô chú, còn nhân thịt còn lại thì nhân chay thì sẽ tùy vào bốc ngẫu nhiên. Dạ ôi ôi gì vậy, gì vậy? Dạ anh đã lấy trên ngu gửi tặng. Dạ. Dạ bánh á mấy cô mấy chú ơi, bánh ngày hôm nay á thì một cái đòn nhưng chai á thì có giá là 30.000 đồng, còn một cái đòn á mà nhưng mặn á thì có giá là 60.000 của Mạnh Thường Quân, đó là anh lấy chinh luôn gửi tặng đến cho mọi người. Dạ chung luôn đó chú. Dạ chung với chú Tư, mỗi người hai đòn chú Tư. Dạ rồi, cảm ơn nha. Đây dạ, em gửi chị rồi, cảm ơn. Hôm nay á thì sẽ chia ra để mà làm hai địa điểm phát của chú, đầu tiên á là ở xóm của chú Tư. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng chú nhưng ngọt. Cảm ơn. Dạ mình cứ dạ, dạ một cảm ơn chai một cô nhân mỡ đó cô. Dạ ôi ôi dính rồi, dính rồi. Dạ em chuối đi chị. Dạ đây con gửi bà, chúc bà năm mới vui vẻ nha. Rồi một chuối một mỡ nha. Cảm ơn. Dạ con gửi cô. Dạ năm mới vui vẻ nghe chú, chúc mấy cô năm mới thiệt là đẹp gái nghe. Cảm ơn. Dạ năm mới nhiều sức khỏe, càng ngày càng đẹp gái nha bà. Bình an nha, an khang thịnh vượng. Dạ con cảm ơn bà. Rồi của em đi. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi của em. Chúc dạ con được nhiều sức khỏe nha. Con cảm ơn bà. Dạ đây con gửi cho cô ạ. Dạ chúc mấy cô năm mới nhiều sức khỏe nha mấy cô ơi. Dạ anh Alex xin cô gửi tặng cho mình nha. Dạ. Chúc mấy cô, chúc mấy em năm mới nhiều sức khỏe nha, lúc nào cũng vui vẻ và tươi trẻ hết. Cảm ơn mấy chị. Dạ. Dạ, em gửi chị. Dạ. Anh lấy chinh quân gửi tặng nha. Dạ. Hay gửi tặng cho gia đình mình nha. Đi với mẹ. Dạ, con gửi cô. Anh lấy chinh quân gửi tặng cho mình nha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn mấy cô với chú nhiều. Dạ. Đây. Cảm ơn cô với chú trẻ mãi không già nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Anh Alex mua gửi tặng cho mình nha chị. Rồi năm mới vui vẻ nha. Dạ. Dạ con gửi cô. Rồi gửi tặng cho em. Cảm ơn cô. Rồi đây là của em. Của em nha. Dạ. Anh Alex mua gửi tặng nha. Chúc năm mới vui vẻ nha. Rồi của em đây. Dạ con gửi bà nha, chúc bà năm mới nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ con gửi cô mới nha, chúc bà cô nha vui vẻ nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị. Giỏi. Rồi của em đây.
Em cảm ơn chị. Ừ. Cảm ơn chị. Anh đã lấy chung vui của tặng gia đình mình nha. Dạ, năm mới vui vẻ nha cô. Dạ, chúc cô năm mới nhiều sức khỏe nha. Ăn bánh tét là trẻ đẹp mãi ông già nha mấy cô ơi. Rồi, của em đây. Rồi, cảm ơn. Anh đã lấy chung vui của tặng nha. Dạ, chúc mừng năm mới ạ. Dạ, chúc năm mới nhiều sức khỏe nha. Dạ, con gửi cô, chúc cô năm mới vui vẻ ạ. Em gửi chị. Em cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Giỏi. Dạ, con gửi cô. Dạ, chúc năm mới gia đình nhiều sức khỏe ạ. Anh đã lấy dinh vô gửi tặng nha. Chị nghe, cảm ơn chứ mà người. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Cảm ơn nghe cô. Chúc năm mới vui vẻ nha cô. Rồi, gửi tặng gia đình của mình nè. Dạ, em cảm ơn. Này còn lại chắc khoảng hơn 20 đồng nữa. Dạ, anh đã lấy chinh ngu gửi tặng nha. Chúc năm mới vui vẻ ạ. À. 25 phần nữa. 25. Dạ. Go away, múa đi go, múa đi go, múa 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 múa. Dạ múa 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 cơ múa. Múa nhiều đi tao mới cho. Múa nhiều gì còn gì nữa. Dạ, con gửi cô chúc cô năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, của em đây. Dạ, chúc cô năm mới vui vẻ nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn em gái. Dạ, cảm ơn chị. Bà cụ. Thấy thường quá à. Để em đi ra đẳng nha chị. Từ từ thôi con lại cho. Dạ. Trò nó bắt nhỏ đưa đi nè cháu đó. Chúc bà năm mới nhiều sức khỏe nha. Ăn bánh này xong là hết đau giò nha. Dạ. Chúc cháu cũng mà bằng ăn phát đạt phát tài hả con. Dạ con cảm ơn bà. Rồi bà về cẩn thận nha. Xe không á. Rồi, hộ tống bà về nha cô ơi. Dạ. Ở đây thì còn lại là 120 phần trong tổng số là 200 đó cô chú. Sớm cô chú Tư Nhâm thì mấy cô đã nhận đủ rồi. Bây giờ thì mấy chị em sẽ gửi cái số còn lại này đi qua bên xóm chùa để mà gửi tặng hết cho bà con ở xóm bên kia luôn. Rồi đi hai. Dạ, tiếp tục sau khi mà đã phát được 80 phần bánh tét cho các bà con bên xóm của chú Tư Nhâm thì bây giờ mấy chị em tụi con lại đến với lại xóm chùa để mà trao tặng thêm 120 phần bánh tét nữa đến cho các bà con nơi đây nha. Thì hôm nay rất là nhiều cô chú lớn tuổi ra để mà chuẩn bị nhận những cái phần bánh tét thơm ngon đến từ Mạnh Thường Quân, đó là anh Alex Chim Vu luôn. Dạ, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị tiến hành phát bánh tét nha cô chú ơi, rất là hồi hộp luôn nha. Rồi bây giờ mấy cô mấy chú cho một tràng vỗ tay thiệt là lớn nha. Wow. Bây giờ phải đi dài dài vỗ dài dài lên anh ơi, tại vì nhiều quá không có nghe rõ nữa. Rồi ở phía trên cho một tràng vỗ tay nha. Dạ, rồi ở phía trên đây lại cho thêm một tràng vỗ tay nữa nha. 1 2 3. Quá vui luôn rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Dạ. Dạ, thì ở bên phía nhà của chú Tư thì cũng có
chị Tính cũng hát tặng cho Nelly Chim Vu. Thì ở bên đây là sẽ hát tặng bằng tiếng Khmer nha, bên kia thì hát bằng tiếng Việt rồi, bên đây thì sẽ có cô hát bằng tiếng Khmer để mà gửi tặng đến cho anh cũng như là cho các cô chú anh chị và các bạn luôn. Dạ bây giờ hôm nay mà bữa thì cô Năm đúng không, bữa nay mời cô Tấm Hạnh nha, vỗ tay. Rồi mời khoan, mời Tấm Hạnh đi ra đây đã. Đó. Bây giờ mình vỗ tay nha. Là hôm nay thì sẽ có chị Giang. Chị Giang sẽ gửi lời chúc đến anh Alex Chim Vu cũng như là các cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Mời chị Giang. Ông có trời. Rồi mời chị Giang nha. Năm trăm dì chuồn dì khoai năm trăm chuồn mặc khoai đan lên ông nét chim vu vậy đó. Mẹ chuồn đan hai thơ ban chi cắt lôi lan ai chả ăn lang à ban cá lôi giàu giỏi sức khỏe y cho cái neo tao bơm mẹ luôn cho thay. Xin chúc chú gì? Alex Chim Vu. Alex Chim Vu. Một năm dồi dào sức khỏe, năm mới tới rồi mạnh ăn phát đạt. Chúc chú mạnh tay khỏe chân, mạnh ăn có tài có lộc vô ào ào. Mạnh ăn phát tài phát đạt lên. Đặc biệt đồ là mạnh tay khỏe chân, dào dồi sức khỏe. Mạnh tay khỏe chân. À, làm có tiền dồi dào sức khỏe vô. Hết. Vỗ tay. Cảm ơn chị nhiều nha. Mời chị về chỗ. Rồi. Hôm nay thì vui quá cô chú ơi, ở đây thì cũng sẽ có là ba loại nhân luôn. Đầu tiên là nhân thịt và đậu nè, tiếp theo nữa là nhân ngọt và nhân chuối rất là thơm ngon và hấp dẫn đến từ anh Alex Chim Vu đã đặt mà các cô ở nhà làm đó cô chú. Thì ở đây đó là cũng sẽ gửi tặng luôn, mỗi người là sẽ làm một đòn nhân thịt trị giá là 60.000 đồng và một đòn nhân chay bất kỳ là nhân ngọt và nhân chuối, một đòn là 30.000 đồng nữa. Ở đây là sẽ có tổng là 120 phần nữa nha cô chú ơi. Bây giờ thì nhiều quá không thể nào mà mời hết được. Thôi bây giờ thì nãy giờ thì chị Giang với cô Tấm Hạnh hát rất là mệt nên là tặng cho mỗi người một đòi chiếc bánh trước, ăn thử coi là ngon như thế nào nha. Rồi sẵn con mời phía trên đây luôn, mời chú, mời cô, mời chú Tám luôn. Chú Tám thử một loại nha. Ngon lắm. Chú theo ta và đặc biệt dạ, mời chú Tám luôn. Ăn chưa? Dính cái gì? Rồi mời thôi mời dưới đây luôn, mời đây luôn. Mời bây giờ không mình mời xuống đi. Không bây giờ thôi. Dạ, mời dưới đây đi ha. Vậy mời dưới đây đi ha. Mọi người bóc một miếng cho con vui đi ha. À được rồi. Dạ. Được rồi. Nhiều quá bây giờ nhường. Thôi bây giờ ăn thử một miếng đi. Đó. Úc dưới thứ một miếng mà sao? Đây bà thử một miếng, còn một miếng. Lẻ lên hết luôn. Rồi mấy cô ăn thử xem là có ngon không nha. Ngon. Đây. Vui. Vỗ tay bẻ tay. Chúc Tết phải không bà con? Ngon không chị? Ngon không chú? Ôi, ai cũng thích hết ha. Dạ rồi. Ôi bầu không khí bây giờ này á là rất là hân hoan háo hức cũng như là rất là nóng lên dần lùi cô chú ơi, vì sắp nhận được những cái đồng bánh tét rất là thơm ngon và hấp dẫn. Một lần nữa thì kính chúc cho anh Alex Chim Vu luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc hết. Bây giờ thì mấy chị em sẽ bắt đầu gửi tặng những cái đồng bánh tét này đến cho các bà con nha. Vì số lượng cũng có hạn cho nên là ở đây người lớn sẽ ra nhận rồi đem vào nhà chia cho các bé nhỏ trong gia đình của mình nha cô chú. Dạ rồi.
Đây, đầu tiên đó là của chú tám trước. Thì cảm ơn năm cũ bước qua năm mới, tôi còn chúc chú và ba cô được nhiều sự may mắn, thấy không? Dạ. Và tất cả gia đình luôn nha, chứ không phải mời ba chú mà bỏ gia đình nha. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, dạ rồi, tiếp theo, đây con gửi cho cô Vân nha, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Chúc ăn ngon miệng nha chú. Cảm ơn. Dạ. Anh Alex Chim Vu gửi tặng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, anh Alex Chim Vu gửi tặng cho cô Tám nha. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha cô. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ, năm mới vui vẻ. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Năm mới phát tài nha, vui vẻ. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha. Đây, anh Alex Chim Vu gửi tặng nha. Rồi, đây. Vui vẻ nha. Dạ, ở đây thì có con gửi cho bà trước nha. Chúc nhiều rồi. Chị vui vẻ nha. Chị Giang ơi, mời ông qua đi chị. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ, vui vẻ nha, Tết nha dì ba. Dạ. Mời qua đi chị. Dạ, chúc nhiều sức khỏe. Không đi nổi không? Dạ được. Với bà, với một bà ở đằng kia nữa. Đây, con gửi cho ông trước nha. Tại chân ông đi không có được dẫn. Dạ, còn bà cũng yếu nữa. Mấy cô nhường cho bà với ông trước nha. Rồi, anh Alex Chim Vu gửi tặng. Cảm ơn. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe nha chị. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chúc nhiều sức khỏe. Rồi, mấy cô nhường cho bà nha. Bà cũng rất là yếu luôn. Bà cố gắng đi ra để mà nhận á. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ, tiếp theo. Dạ, chúc mừng năm mới. Anh Alex Chim Vu gửi tặng cho cô nha. Chúc nhiều sức khỏe nha chị. Năm mới vui vẻ nha chú. Chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, dạ, chúc nhiều sức khỏe. À, mỗi người là sẽ được một đòn chay và một đòn mặn. Dạ, anh Alex Chim Vu gửi tặng. Cảm ơn cô. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha anh. Năm mới vui vẻ nha. Đây, chúc nhiều sức khỏe. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Bà ơi, đây là bánh của bà nè. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi, nhường cho bà trước. Cảm ơn. Chúc nhiều sức khỏe. Rồi, chú cũng bị bệnh, con nhường cho chú trước luôn nha. Năm mới vui vẻ nha chú. Đây, của em đây. Chúc nhiều sức khỏe nha. Chúc nhiều sức khỏe nha chị. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha chung đúng không? Rồi, đi chung. Hey, chúc nhiều sức khỏe nha chị. Hai mẹ con đi chung. Hey, chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Dạ đây anh Alex Chim Vu gửi tặng. Rồi, dạ đây của anh đây. Dạ của ông đây. Có một số bé nhỏ thì tại ba mẹ đi làm gạch chưa về nên là các bé sẽ ra nhận thế nha cô chú. Rồi của bà đây bà ơi. Chúc nhiều sức khỏe nha chị gái ơi. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Năm mới vui vẻ. Dạ đây xin gửi tặng. Năm mới vui vẻ nha cô. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha bà ơi. Đây bánh của cô đây. Dạ bánh của cô đây. Anh Alex Chim Vu gửi tặng cho cô. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi đây. Dạ chú trước bị bệnh đi không có nổi. Dạ chúc nhiều sức khỏe. Đứng lâu thì mệt. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha cô. Đây cô chị đây. Anh Alex Chim Vu gửi tặng. Dạ anh Alex Chim Vu gửi tặng. Dạ dạ. Anh Alex Chim Vu gửi tặng nha. Chúc nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn dạ, cô. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Năm mới vui vẻ nha. Rồi rồi em thấy rồi chị. Năm mới vui vẻ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Khoan khoan, đợi chị chút xíu. Đợi chị chút xíu nha. Vì đau xuống xe không được. Dạ, hai nhà riêng hay gì ạ? Dạ rồi, chúc nhiều sức khỏe năm mới vui vẻ nha. Chân đau xuống không được. Dạ rồi. Các em là nãy giờ ba mẹ chưa nhận đúng không? Dạ. À, rồi, đây. Ba mẹ đi làm hả? Rồi, nhà là ba mẹ đi làm thì nhận thay ba mẹ nha. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Nên mình san sẻ thì mới đủ được. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Năm mới vui vẻ. Dạ, anh Alex Chim Vu gửi tặng. Đây, của em đây. Chúc nhiều sức khỏe nha. Đây, của em đây. Rồi, đây, của chị đây. Rồi, anh Alex Chim Vu gửi tặng nha. Đây, chúc năm mới vui vẻ. Anh Alex Chim Vu gửi tặng à. Rồi, đây, của bà đây. Dạ, của chú đây. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe nha cô ơi. Anh Alex Chim Vu gửi tặng nè.
Dạ đây của cô đây. Dạ đây có chị đây. Anh Na Lexi Mu gửi tặng. Rồi. Chúc nhiều sức khỏe nha cô ơi. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ chúc anh nhiều sức khỏe nha. Đây anh lấy chim bu gửi tặng rồi cầm giùm ba hả, nhét vô nha rồi đi đi được rồi đó. Rồi đây chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ anh lấy chim bu gửi tặng. Dạ. Dạ rồi đây chúc nhiều sức khỏe nha, con gửi tặng cho chú nha chú. Dạ Okun. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha chú. Dạ anh lấy chim bu gửi tặng, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ chúc chú nhiều sức khỏe nha. Chúc nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ chúc chị ăn ngon miệng nha chú. Đây xin gửi tặng cho chị. Dạ đây, dạ của cảm em ơn đây. Chị nhiều, cảm ơn chị nhiều, hai lần bốn đòn chị ơi. Rồi, dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ của anh đây. Chị em cảm ơn. Dạ rồi đây cảm ơn em. Mình còn lại nha. Dạ mình còn lại đến đúng 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 con. Đây đá đó luôn đi con lại luôn. Rồi chúc mua may bán đắt nha buổi chiều. Dạ. Chúc ăn ngon miệng nha chị ơi. Dạ. Anh lấy chim bu gửi tặng nè. Dạ cảm ơn. Dạ anh lấy chim bu gửi tặng nha. Chúc ăn ngon miệng nha chị. Năm mới vui vẻ nha cô. Cảm ơn nha chị. Dạ con gửi tặng ông. Dạ. Năm mới vui vẻ nha cô ơi. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi, không có chi. Đây. Chú nữa, chân chú bị nhức không có đứng lên được cô chú ơi. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Gọi đi vô được không? Dạ. Cô lên đây nè cô. Chúc nhiều sức khỏe nha cô ơi. Dạ, cảm ơn cô. Chỉ còn có 5 phần cuối cùng thôi cho 5 người may mắn nhất. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, Na Lexi Mu gửi tặng cho chú. Dạ. Vậy con gửi cho chú nha. Dạ rồi, đây cô chú đây. Dạ. Rồi, lỗi bên sông quá. Rồi cảm ơn em. Ngày hôm nay thì nhóm phụ nữ miền Tây rất là cảm ơn tấm lòng đến từ anh Na Lexi Mu đã gửi tặng rất là nhiều đồ bánh tét thơm ngon đến cho các bà con nơi đây. Thì tổng số là nhận được ngày hôm nay là khá là đủ luôn, không có ai bị thiếu hết. Xin chúc cho anh năm mới vui vẻ, lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.